Các doanh nghiệp ngân ngại việc thành lập công đoàn cơ sở và người lao động cũng không mặn mà với việc tham gia tổ chức công đoàn vì cho rằng điều này chỉ tốn thời gian phải đóng đoàn phí. Tuy nhiên, nếu tổ chức công đoàn cơ sở thực sự phát huy được tối đa vai trò và năng lực của mình, thì những lợi ích mà công đoàn mang lại thật sự rất lớn cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động. Đây là nội dung được nhiều đại biểu phân tích, thảo luận trong phiên họp sáng nay. Kính thưa Quốc hội, Nhấn mạnh công đoàn cơ sở có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của hệ thống công đoàn là nơi trực tiếp triển khai cụ thể hóa các nghị quyết chức năng nhiệm vụ của công đoàn. Công đoàn cơ sở mạnh thì tổ chức công đoàn mới mạnh. Tuy nhiên thực tế cho thấy hoạt động của công đoàn cơ sở thời gian vừa qua còn nhiều lúng túng kém hiệu quả. Do vậy nên chăng luật công đoàn sửa đổi cần dành một mục riêng để quy định về trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn cơ sở. Chúng ta chưa có một quy định pháp luật cụ thể rõ ràng cho công đoàn cơ sở. Đây không chỉ là định chế pháp luật đơn thuần mà đối với công đoàn cơ sở còn là những định hướng dẫn dắt tạo thuận lợi trong triển khai áp dụng. Việc quy định chung chung quyền hạn trách nhiệm cho tất cả các cấp công đoàn và các loại hình công đoàn cơ sở như trong dự thảo luật là chưa thật hợp lý và chưa thật khoa học. Đại, Đại biểu tổ cũng cho rằng luật công đoàn, đoàn sửa đổi cần tách riêng trách nhiệm, tế nhiệm tế quyền hạn của công đoàn, của đoàn cơ sở ở hai khu vực là khu vực công và khu vực tư.